Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em và các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay chiều Chủ nhật Bắc Mỹ Mountain Time ở Việt Nam hôm nay là đầu tuần sáng thứ hai. Nói chung thì tình hình chính trị, đất nước, xã hội, con người ở bên Mỹ thì nó cũng còn rất là nhiều hoang mang. Hôm qua gần 1 triệu người họ xuống đường ở tại thủ đô Washington, thủ đô Washington để họ phản đối vấn đề mà gian lận phiếu bầu cử. Các phe phái thì nó vẫn đấu đá nhau, kinh tế thì cũng vẫn còn khó khăn, bệnh dịch coronavirus Mỹ thì nó cũng không có cái sự dừng lại. Hiện nay thì số người lây nhiễm và chết nó cũng tăng chứ không có giảm. Thì Lợi Minh chia sẻ để anh chị em các bạn thấy, nhất là những người mà mình đang sống, mình tìm hiểu về một cái xã hội tư bản tam quyền phân lập dân chủ mà bấy lâu nay mà các bạn chưa có hiểu rõ. Lợi Minh lên đây chỉ muốn giải thích để chị các bạn nắm rõ được tình hình. Hello em gái Thu Nguyễn, chào quý bạn chị các bạn trong diễn đàn, để anh chị các bạn nắm rõ được tình hình để mình không có bị những người khác họ cho mình ăn cái bánh vẽ. Nếu các bạn có cơ hội đi ra nước ngoài để học tập, để làm ăn, để kiếm cái cơ hội nào đó để mình phấn đấu, mình vươn lên, rồi sau này mình quay trở về đất mẹ, cống hiến những cái thành quả mà mình đạt được ở xứ người ta, chứ không phải bước ra được nước ngoài rồi mình quay trở lại với quê hương đất nước rồi bắt đầu mình chê, mình chửi bới, mình xuyên tạc, rồi cho ta đây là trung tâm của vũ trụ. Nó không có đơn giản gì đâu. Nó không có đơn giản gì. Cho nên mục đích của tôi lên đây chỉ muốn làm sao để chia sẻ một cách nó cho nó trung thực và nó rõ ràng, và để cái thông tin của tôi và một số các bạn có những cái kênh thì các bạn chia sẻ ra, chứ tôi thì không có kênh. Tôi chỉ chia sẻ trong Facebook của tôi với mục đích là làm sao đem cái tiếng nói của mình góp một phần nào đó, mình có thể làm được gì cho quê hương của mình nó tốt hơn bằng những cái tiếng nói, để người dân của mình họ không có bị những cái thành phần mà họ xuyên tạc chống phá đất nước nó cho ăn cái bánh vẽ từ bao nhiêu năm nay. Anh chị và bạn biết bao mấy chục năm nay tôi trên cái không gian mạng này, tôi nói chị và bạn biết tôi kiên trì trên cái không gian mạng này trên 20 năm rồi đó. Một mình, một thân, một ngựa, tôi cứ chiến đấu vậy thôi. Lý tưởng của tôi là tôn trọng những người cách mạng, những người họ đã hy sinh quên mình cho tổ quốc, và những gì mình đất nước mình có được ngày hôm nay là mình cần phải bảo vệ cái điều đó. Lý tưởng của tôi là chỉ có sống làm sao mình là một người công dân tốt trước hết, rồi mình hãy đòi những cái này cái nọ. Còn mình là chưa có làm được cái gì mà cứ đòi đủ thứ hết. Đòi, thấy người ta chạy xe hơi mình cũng muốn chạy xe hơi ô tô như người ta. Tôi nói như các bạn biết, ở đất Mỹ này nó không phải như vậy đâu. Có nhiều người nghĩ rằng tôi qua Mỹ tôi được chính phủ lo hết, chính phủ bảo trợ hết, chính phủ cho ăn cho uống hết. Ồ, không có, nó không có tự nhiên vậy đâu. Bởi vậy lúc trước những cái người mà họ qua Mỹ, các bạn biết, họ tại vì họ đi theo những cái diện mà nhân đạo đó, họ được cho giúp đỡ được trong thời gian đầu, họ lên mạng cái họ tuyên truyền ngược lại, mà họ không nói những cái mặt trái của xã hội Mỹ, cho làm cho nhiều người ở trong nước, những người ta không hiểu nước Mỹ, cái người ta tưởng tượng nói ồ, chính phủ Việt Nam không có lo cho dân, để cho dân khổ, để cho dân đói, dân nghèo, cuộc sống công ăn việc làm, đời sống vất vả này nọ. Mẹ đất ơi, cái mặt trái của nước Mỹ nó còn trăm bề. Các anh chị các bạn đã thấy hiện nay có rất là nhiều kênh của người Việt ở hải ngoại, họ đã đưa lên trên mạng đời sống của những người bỏ quê hương đất nước ra đi, gọi là tìm vùng đất hứa. Ra đi gọi là America Dream,
đi tìm vùng đất hứa. Hỡi ơi, cái sự thật nó phũ phàng. Tôi nói chị các bạn, tại vì tôi sống Mỹ này lâu rồi, và tôi là dân làm ăn, kinh doanh. Tôi đối diện với lại cái mô hình xã hội Mỹ. Nó cho chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe. Chứ không phải tôi lên trên này tôi bị chuyện hay là tôi nổ giang trời giang trời lỡ đất. Các anh chị các bạn thấy đó. Thành ra tôi muốn chia sẻ những gì tôi thấy, tôi nhìn, tôi biết, để một số những người khác rút được tỉa ra những kinh nghiệm. Đừng có lầm lỡ. Ăn nên làm ra ở quê hương thì chịu khó, cố lên để mình xây dựng cái tiền đồ về cuộc sống của mình. Học hành con cháu của mình nó phải có cái sự học hành, cái sự trí tệ của nó rất là quan trọng, kiến thức của nó rất là quan trọng. Chứ đừng có lao vào những cái sự ảo vọng ở trên mạng này là chết. Nhiều khi thấy tôi quay xe, quay nhà, quay cửa, quay tàu, các bạn thấy cả một quá trình chứ không phải là chết. Nó thấy đó chứ mình mà chạp chặt đường rầy một cái coi như là chỉ các bạn biết phủi tay văng như vách. Ở Việt Nam còn lỡ có chuyện gì còn về còn có bà con thân nhân anh em bạn bè để dìu dắt nhau. Ở bên Mỹ này hồn ai nấy giữ, đèn nhà ai nấy sáng, chán nhà ai nấy sĩ tập bài đó bà nó cho ăn đạn. Mà tình hình nước Mỹ lúc này nó tôi nói với bạn, cái bộ mặt dân chủ tam quyền phân lập nó lộ ra hết tất cả. Tôi phải nói tôi rất là mừng. Mà lúc trước mình nói người ta cứ chửi mình, dân trong nước nó cũng chửi mình, nó kêu là đổi lại cho nó để nó qua Mỹ nó sống. Thà nó qua Mỹ nó đi ăn cướp Mỹ còn hơn. Màng là cái nhiều thằng nó lên mạng á chị các bạn ớn chà đậu, nó cù Mỹ đến độ một cách phải nói là hơi quá đáng, nhưng nó ngu xuẩn một cách đau tệ. Ta phải giỡn đâu chị bạn, nếu trong nước mình đã là một kẻ thất bại không ra gì là mà ngồi đó trông mong sang một cái đất nước nó có đời sống cao thì còn chết chắc nữa, thì còn chết chắc, chết đau thương nữa. Ở trong nước còn tôi nói đi làm thợ hồ vậy chứ còn sống tàn tàn, còn có nhà có cửa có vợ có con rồi. Các bạn thấy những người mà dân homeless bên này họ sống đơn độc, như từ phụ nữ đàn ông đàn bà họ sống đơn độc, có người bị lạm dụng, phụ nữ mà đi gọi là sống vô gia cư thì bị lạm dụng tình dục, bị người ta dụ dỗ, bị mấy thằng đàn ông nó lạm dụng với nhau khủng khiếp. Cho nên những gì ở quê hương mình có không phải tôi ngồi mình ca tụng quê hương mình phải nhìn về cái sự thật. Đó không có đất nước nào mà nó hoàn hảo cả, không có một xã hội nào mà nó như cái thiên đàng cả. Thằng Mỹ mà nó còn loạn cào cào lên nhờ những cái từ khi ông Trump ông lên ông cầm quyền, ông đánh thẳng vào những cái quyền lợi của các nhóm lợi ích. Cho nên nó quay qua nó đấu đá nó hạ bệ ổng làm bể cái miếng ăn của nó, cái miếng bánh của nó hồi nào giờ nó ăn quá ngon đi. Các bạn thấy đó, nó ăn trên đầu trên cổ người dân lao động ở Mỹ. Mà ông Trump ông muốn nó phải san sẻ lại những cái điều đó cho những người lao động phổ thông, ông cắt giảm thế, ông tạo ra công ăn việc làm, những cái mà ngay cả các bạn biết về vấn đề mà thuốc men, các bạn biết cái tội mà đời tổng thống trước đó, nó bán qua những quốc gia khác. Tôi đưa cái ví dụ để anh chị các bạn thấy, nó bán 1 đồng mà nó bán lại cho dân Mỹ 3 đồng, mà mấy cái thằng tổng thống đời trước đó, nó vẫn để như vậy, tại vì nó mua chuộc với nhau anh chị các bạn. Ông Trump ông lên ông ký cái sắc lệnh ông bắt tụi nó là phải hạ xuống để cho dân Mỹ họ mua. Bởi vì thuốc men ở Mỹ anh chị các bạn biết lắm, bắt mỗi lần mà lúc trước tôi đi về Việt Nam mà có nhiều người gửi mua thuốc này mua thuốc nọ, ở bên Việt Nam mắc, ở bên Mỹ mắc quá mà mua rất là mắc, rất là khó nữa.
họ phải mua ở Việt Nam, rồi họ mua ở Canada, họ mua những quốc gia khác, họ gửi về bên Mỹ. Cái gì nó cũng đắt đỏ, đời sống những cái bọn tài phiệt nó ăn trên đầu trên cổ ngon quá mà. Cho nên khi ông Trump ông cầm quyền, ông bắt nó phải chia sẻ lại cho những cái người dân lao động phổ thông. Và chính vì điều đó nó gây ra những cái sự đó triệt hạ lẫn nhau. Các bạn thấy cái cuộc bầu cử Mỹ hiện nay mà tốn, tôi nói vài chục tỷ tỷ đô đó, chứ không phải là triệu đô đâu. Mấy cái thằng tỷ phú nó bỏ ra từ 1.1 tỷ cho đến hàng trăm triệu đô la để đặng mà nó quyết tâm hạ bệ ông tổng thống đương nhiệm. Bởi vì ông đã làm mẻ cái miếng bánh của tụi nó ăn hồi nào giờ. Cho nên cái vấn đề dân chủ, nhân quyền, tam quyền phân lập nó chỉ là một cái sự mị dân của những cái hệ thống tư bản dối trá. Và trong khi đó anh chị các bạn sống ở một cái quốc gia một đảng, dân xuống đường, dân đánh lộn với lại cảnh sát dân ra ngoài kia chửi lộn với cảnh sát, đứng quay live stream đưa lên, rồi công an rồi làm việc, những cán bộ làm việc cho nhà nước bị sa thải bởi vì quan liêu tức quá ra chửi lại đốt áo công an rồi quay live stream đưa lên mạng. Có ai bắt cờ đâu có ai mà làm gì đâu. Các bạn thấy ở xứ Việt Nam nó khác, chờ việc ở Mỹ nó không có gì, đồng tiền là tất cả. Ở Việt Nam các bạn thấy những cái người mà tham ô tham nhũng bắt mày ăn hả, bắt nhốt mày vô tù, tịch thu tài sản. Bên Mỹ này mấy thằng mà tài phiệt nó tham quan, nó thối lộ, nó ăn trên đầu trên cổ xong rồi từ chức xong. Cái luật của Mỹ anh chị các bạn, cái hay của tụi tư bản gì, nó thấy không được á là nó từ chức coi như là nó miễn hết, coi như là bên Việt Nam mình gọi là đáp máy bay an toàn hạ cánh an toàn, chứ bên hạ cánh an toàn á là xong, coi như là không có tra cứu. Các bạn thấy không, ông Biden con của ông màng ơi, nó phạm tội giống chẳng khác nào như cái thời phong kiến, cha làm quan rồi con giống như là đẩy là gì đó, là một cái tên mà gọi là lợi dụng chức quyền của cha ở cái thời quan á. Nhưng mà nó màng ơi, nó ăn rồi nó tiền bạc, nó ăn chơi đàn điếm mà nó có đi tù đâu. Ông già nó vừa tuyên bố thắng, nó ra mặt với ông già nó chúc mừng luôn. Mà trong khi đó những cái chuyện mà nó làm tội phạm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia rồi, truyền thông báo chí nó câm như hến, ngay cả bên FBI là cảnh sát liên bang nó cũng câm luôn. Còn mà các bạn thấy những người khác rồi nó phanh phui, nó môi, nó móc, bởi vì nó có tổ chức, các bạn thấy khủng khiếp. Và bây giờ ông Biden lại là một người gọi là cho là thắng cử tổng thống, mà con gia đình mà lịch sử mà cái cách mà truyền thống gia đình của ông, các bạn thấy những trên những cái truyền thông chính miệng ông phát biểu là cái cuộc bầu cử này là một cái cuộc bầu cử gian lận, ông giấu đầu ông lòi đuôi. Các bạn thấy ông nói chính miệng ông luôn đó, trên cái truyền thông một số cánh hữu đó nó quay được, các bạn, nó đưa lên YouTube, nó đưa lên mạng, mà FBI nó có vào cuộc đâu, nó có làm, nó có sợ gái ông đâu. Ông nói rõ ràng vậy luôn đó, mà dân thường mà các bạn nói một cái thôi. Dân thường coi nó tới nhà nó lục nó gượt chạy như thằng Snowden Edward, chạy má nhìn không ra chạy coi như là nó tước quốc tịch luôn. Chào anh chị các bạn nha, trong diễn đàn nha, nó tước quốc tịch nhỏ luôn. Ủa mình về tới nhà đó ta, tự nhiên bấm cái nút cái tay, ủa sao kỳ ta. Các bạn thấy nó khủng khiếp lắm cái hệ thống chính trị của nó. Màng ơi, tôi chia sẻ để cho anh chị thấy, anh bạn thấy, chứ không phải như các bạn thấy ở Việt Nam có nhiều khi có những cái vấn đề quan liêu rồi mà được dân lên án rồi chính phủ lắng nghe. Các bạn thấy không, các bạn có thấy sự tuyệt vời đó không? Chính phủ lắng nghe và vào cuộc,
khi mà có những ngay cả ở cấp xã hay cấp huyện, cấp xã đó, những cán bộ mà quan liêu mà rồi hà hiếp dân mà lên tới tay mà mấy ông chính phủ rồi hả, là mày tiêu rồi rồi. Còn bên Mỹ, mày ơi, nó có hệ thống, nó có hệ thống, có một tổ chức mafia của nó khủng khiếp hả? Các bạn thấy bởi vì có đi rồi mình mới biết, bởi ông bà mình có câu đi một đàn học một đàn khôn. Thì tôi chỉ thấy những cái điều như vậy, tôi chia sẻ để anh chị các bạn chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Con chó mình mới mua thêm nữa. Tại giờ bây giờ tình hình bên này nó bất ổn. Come on. Come on. Come on. No no no. No no. Thằng này nó lọc chưa? No no. Mua thêm chó, tại các bạn biết bây giờ Mỹ nó an ninh rồi nó bất ổn lắm. Mình tăng cường thêm mấy con bậc dê nữa. Con nó cũng đỡ lắm mà, khôn lắm. Mấy con bạch kê nó khôn, còn cái đám khôn gách áo ôm khôn nhà dài chợ. Come on boy. Thôi tới đây mình bay nhanh chị các bạn, cho gà vịt ăn. Bye bye, bye bye.